chào các bạn. Mỹ là miền đất hứa, không chỉ hùng mạnh về kinh tế, khoa học, công nghệ, Mỹ còn là quốc gia có hệ thống trường đại học tốt nhất trên thế giới. Thì với hệ thống giáo dục xuất sắc, cơ hội lựa chọn ngành nghề thích hợp, cũng như kỹ năng, công nghệ hiện đại hỗ trợ cho việc học tập, nghiên cứu, thì thật sự du học Mỹ là thiên đường của sinh viên quốc tế. Và hôm nay đây, Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, du lịch Mỹ, xin chia sẻ với các bạn những cái quy định mới về sức khỏe đối với du học sinh quốc tế. Thì một số điều khoản mới về sức khỏe của sinh viên quốc tế vừa được đưa ra tại Mỹ. Thì theo đó, những sinh viên quốc tế muốn du học sẽ phải cung cấp một số giấy tờ xác minh về tình trạng sức khỏe, cũng như về việc tiêm các loại vaccine chủng ngừa. Bạn có thể vào trang y tế dành cho sinh viên UI Student Health Service để tìm hiểu thêm về các yêu cầu cũng như các cái mẫu đơn y tế. Thì thông thường bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin chính như là thông tin sức khỏe của sinh viên quốc tế. Thì trong mục này bạn sẽ cung cấp thông tin chung về tình trạng sức khỏe tiêm chủng ngừa và các thông tin trong bảo hiểm y tế. Thì lược sử về sức khỏe của bạn như là bạn cần hoàn thành mẫu đơn này tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế trong nước và nộp lại cho UI Student Health Service trước khi bạn đến Mỹ ít nhất là 1 tháng. Thì mẫu đơn sẽ được dịch trên 9 ngôn ngữ, hiện vẫn chưa có tiếng Việt. Lịch sử tiêm chủng ngừa, bạn có thể là xin những cái chứng nhận về tiêm chủng ngừa tại các cơ sở y tế, bệnh viện trong nước và nộp tại UI Student Health Service ít nhất là 1 tháng trước khi đến Mỹ. Thì chú ý, sinh viên ghi danh trong các chương trình học về khoa học sức khỏe được yêu cầu phải tiêm một số loại chủng ngừa khác hơn so với các sinh viên thông thường. Và những loại chủng ngừa này cũng sẽ được thông báo chi tiết tùy theo các cái khóa học mà bạn theo học. Tất cả các mẫu đơn bạn nộp đều phải được viết bằng tiếng Anh, thì Tân Đại Dương có thể hỗ trợ bạn khi bạn làm hồ sơ du học tại công ty Tân Đại Dương. Thì bạn cũng có thể kiểm tra sức khỏe chung về mắt, nha khoa trước khi bạn đến Mỹ, bởi chi phí kiểm tra ở Việt Nam rẻ hơn rất nhiều so với ở Mỹ. Nếu bạn bị cận, bạn nên mang theo cặp kính dự phòng cho trường hợp bị mất hay là hỏng. Thì tại Hoa Kỳ không có chương trình bảo hiểm quốc gia, chính vì thế bạn cần có bảo hiểm y tế cho mình trước khi đến Mỹ. Nếu mà bạn thắc mắc về sức khỏe khi đi du học Mỹ, bạn có thể liên hệ tư vấn qua số là 0838484879. Vâng, xin chào tất cả các bạn và đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với lại bạn Quỳnh Hương để biết là bạn đã chọn trường nào tại Mỹ cũng như là ngôi trường mà bạn chọn thì nó sẽ có bề dày lịch sử như thế nào các bạn nhé. Chị xin chào Quỳnh Hương. Dạ, chào chị. Quỳnh Hương có thể giới thiệu đến với các bạn về bản thân của em được không? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Quỳnh Hương, em 18 tuổi và vừa tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 2014. Em muốn là xin visa đi qua Mỹ để học ở trường Houston Community College System. Em đã lấy được visa rồi. Trường của em là một trong hai cái hệ thống cao đẳng lớn nhất của Texas và là một trong 10 hệ thống lớn nhất nước Mỹ. Hàng năm thì nó thu hút tới 70.000 sinh viên theo học, với 6.000 là sinh viên quốc tế. Và sau khi em học xong thì em có thể chuyển tiếp lên nhiều cái trường khác nổi tiếng ở trong nước Mỹ và nó nằm ở ngay trung tâm thành phố, thuận lợi cho em khi mình đi lại. Sở thích của em là lên Facebook rồi đọc truyện chơi. Rồi, cho chị hỏi một chút là lý do vì sao em lại chọn Mỹ để làm điểm đến du học của mình? Dạ thì trong tương lai thì em muốn làm việc cho cái công ty lớn là P&G. Vì vậy là em quyết định là đi qua Mỹ để học hỏi kinh nghiệm cũng như là có các bằng cấp của Mỹ để về có một công việc ổn định sau này. Thời tiết thì nó khá là giống Việt Nam, tại vì địa chỉ của trường em là ở Houston, Texas đó, thì cái thời tiết nó giống Việt Nam. Em là con gái thì nó thuận lợi cho việc và mọi việc luôn. Em thì đăng ký là học cao đẳng, nếu học xong thì em chuyển tiếp lên đại học và sau đó là em về Việt Nam làm như cái công ty mà em muốn. Dạ đúng rồi, rồi cho chị hỏi một chút là cảm nhận của em khi làm hồ sơ Tân Đại Dương thì như thế nào? Dạ em thấy là Tân Đại Dương là một cái công ty rất là uy tín, thì rất là tận tình với học sinh, thì qua nhiều ngày học nhất là với anh Khôi rồi các anh chị tư vấn thì em thấy là cái sự nhiệt tình của mấy anh chị thì giúp đỡ các em rất là nhiều và giúp cho em hôm nay là lấy được visa. Em được bạn bè giới thiệu cũng như là em đọc ở trên internet á, thì nhiều cái trang viết về Tân Đại Dương thì em thấy hấp dẫn rồi, đi uy tín, em tin tưởng rồi em làm hồ sơ ở đây. Em được tập luyện rất là nhiều, lúc đầu thì học với anh Khôi, xong rồi anh duyệt tiếng Việt, cái em lại chuyển qua tiếng Anh, thì được với anh chị cứ dợt đi dợt lại hoài cái riết mình thuộc á, thì em thấy là rất là quan tâm đến tụi em. Ngày cuối cùng thì em được học với anh Bảo Anh, thì anh chỉ cho mình cái sự tự tin rồi cái phong thái như thế nào khi đi phỏng vấn và làm cho mình cảm thấy là không còn sợ nữa. Thì tư vấn của em là chị Thảo, nên là chị Thảo sắp xếp hồ sơ cho em, vô đấy chỉ cần trưng ra thôi là người ta nhìn thấy hết luôn, không có bị rối cái nào hết. Chị cảm ơn những chia sẻ của Quỳnh Hương ha, và dạ, chị chúc cho những ước mơ của em sẽ sớm thành hiện thực nha. Dạ, cảm ơn chị.
Vâng, và vừa rồi thì các bạn đã lắng nghe được những chia sẻ của Quỳnh Hương để biết rằng bạn đã chọn trường nào tại Mỹ cũng như lý do vì sao bạn lại chọn Mỹ để làm điểm đến du học của mình. Và các bạn nào đang có định đi du học Mỹ thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Hoặc ngoài ra cần thêm thông tin gì nữa, các bạn có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hoặc là truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Bảo Trâm xin chào và hẹn gặp lại các bạn.